Thưa quý vị, với tinh thần lá lành đùm lá rách, nhóm thiện nguyện của các bạn học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ người dân nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố cũng như các địa phương lân cận. ATM Ice Cream là tên gọi của nhóm thiện nguyện của các bạn học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Tên gọi xuất phát từ việc nhóm gây quỹ từ thiện tổ chức bán kem tại các lễ hội lớn diễn ra tại Đà Nẵng. Nhờ nguồn quỹ này, các bạn đã tận dụng lốp xe, chai nhựa và những thùng sơn cũ để tái chế và trang trí, trồng thành những chậu cây đẹp mắt. Hơn 100 chậu cây hoa được trồng trong vật liệu tái chế là món quà mà nhóm dành tặng cho Trung tâm Điều dưỡng Người Tâm Thần thành phố Đà Nẵng. Cái dự án của chúng con thì là kinh phí rất là ít, thì chúng con tận dụng những cái đồ có sẵn mà chúng con có và đi thu gom các vật liệu từ bên ngoài, cũng góp được một phần nhỏ và những bệnh nhân nơi đây, giúp họ được vui vẻ, vui tươi, lạc quan hơn. Trong dịp Trung thu vừa qua, nhóm cũng đã tận dụng vỏ chai nhựa lốp xe hỏng để làm thành những chiếc lồng đèn Trung thu đặc biệt, dành tặng cho các em học sinh miền cao Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh đó, các bạn còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, như thi làm lồng đèn từ vật liệu tái chế, phá cổ Trung thu và trao tặng những món quà đầy ý nghĩa. Không chỉ mang đến Tết Trung thu vui vẻ, ấm cúng cho trẻ em vùng cao Quảng Bình, các bạn còn mong muốn mọi người hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường. Trong đợt hè vừa rồi, khi mà có được một số lợi nhuận từ việc bán kem, thì em đã dành số tiền đó để mà tổ chức Trung thu cho những em ở đây. Thông qua cái hoạt động này thì em mong muốn tạo ra một cái niềm vui nho nhỏ dành cho các em ở đây. Thông qua cái hoạt động là tổ chức một cái buổi tiệc Trung thu, tạo cho em một cái niềm vui tuy nho nhỏ nhưng mà rất là ý nghĩa đối với các em. Và qua đó thì em mong muốn là tuyên truyền tới cộng đồng xã hội là biết hiểu hơn về mọi người dân ở đây. Những hành động nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa lớn, thế hệ tương lai của đất nước đang truyền đi thông điệp mạnh mẽ để cùng chung tay xây dựng lối sống xanh, bảo vệ môi trường và đặc biệt là hạn chế rác thải nhựa.